Bản tin đầu tiên cho hay là Việt Nam lên tiếng việc Hoa Kỳ điều máy bay trinh sát tới Singapore, một bản tin đến từ Hà Nội. Phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm qua ngày 10 tháng 12 đã lên tiếng việc Hoa Kỳ điều máy bay trinh sát Poseidon tới Singapore. Bà Hằng cho rằng mọi hoạt động đóng góp cho hòa bình ổn định khu vực đều được hoan nghênh. Sự duy trì hòa bình ổn định Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong khu vực cũng như bên ngoài khu vực. Trong một tuyên bố sau cuộc gặp ở Hoa Thịnh Đốn giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào hôm 7 tháng 12 vừa rồi, thì Hoa Kỳ và Singapore đã đạt thỏa thuận cho phép Hoa Thịnh Đốn điều động máy bay trinh sát P-8 Poseidon tới quốc đảo Sư Tử. Việc làm này sẽ thúc đẩy việc phối hợp hoạt động thêm nữa với quân đội các nước trong khu vực thông qua việc quan sát vào các cuộc diễn tập đa và song phương, trong khi hỗ trợ kịp thời công tác cứu hộ, thảm họa và nhân đạo. Phản ứng lại tuyên bố của Hoa Kỳ và Singapore, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, việc gia tăng, khai triển quân sự của Hoa Kỳ cũng như việc thúc đẩy quân sự hóa khu vực không phù hợp với các lợi ích chung và lâu dài của các nước trong khu vực. Hoa Xuân Ánh cho rằng Singapore cũng giống như các nước khác trong vùng muốn chứng kiến một khu vực Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng, vì thế quốc đảo này không nên làm như vậy. Thỏa thuận cho phép máy bay do thám trinh thám của Hoa Kỳ khai triển ở quốc đảo Singapore sẽ làm nổi bật vai trò của Singapore trong chính sách và chiến lược của cường quốc Hoa Kỳ ở khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Cộng đang có sự trỗi dậy một cách ngày càng cứng rắn hơn.